Trong nhóm ngư dân đang miệt mài vá lưới trên con tàu giữa vịnh Bắc Bộ, có một ngư dân mặc chiếc áo nổi bật với dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam". Người mặc chiếc áo ấy là Trương Vũ Hoàng, nhà ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phủ Mỹ, Bình Định. Năm nay Hoàng 16 tuổi, nhưng đã có thâm niên 11 năm đi biển. Đầu tiên là em đi biển như cha là từ hồi 5 tuổi em đã đi vào đảo Thổ Chu theo cha với mẹ. Còn ra về từ năm 9 tuổi, từ năm học lớp 9 là em đã ra tranh thủ là học. Xong rồi 3 tháng khi là em theo cha ra ngoài Đà Nẵng rồi là đánh bắt khoai xa bờ. Hoàng là con út trong một gia đình ngư nghiệp chỉ có 2 người con trai. Tuy nhỏ tuổi nhưng cậu học trò này có thể đảm đương tất thảy các công việc trên tàu như những thuyền viên khác. Từ những việc nhỏ nhặt như giặt rũ, rửa chén bát, vá lưới, đến việc nặng đòi hỏi sức khỏe để kéo lưới hay xúc cá, Hoàng đều làm được. Những lúc rảnh rỗi, cha của Hoàng còn bày cho cậu cách lái tàu và dùng bộ đàm, máy dò cá trên tàu, nên Hoàng khá rành rọt. Cha của Hoàng là ngư dân Trương Phai, chủ tàu BD94546. Trong số 16 bạn tàu, chỉ duy nhất có con trai của chủ tàu là còn đi học. Phương án 1 cho nó là trên đường nó làm trên bờ thấy nghề biển mình là thấy khổ vất vả rồi, mà giờ nó phương án mình có tập sự cho nó, nó thi trường trên bờ không đậu thì nó thi trường trường dưới biển thôi chứ. Trong số bạn bè của Hoàng ở quê chỉ có Hoàng là hè năm nào cũng theo cha bám biển từ ngư trường Trường Sa đến vịnh Bắc Bộ. Đi biển nhiều, Hoàng vừa dày dặn sóng gió lại có thêm kiến thức thực tiễn. Hoàng cho biết bản thân luôn hứng thú với những đề thi có các câu hỏi về chủ quyền biển đảo, bởi bản thân Hoàng cũng tham gia giữ chủ quyền Tổ quốc. Hoàng dự định sau này sẽ thi vào ngành công nghệ thông tin ở Đà Nẵng. Nếu đậu thì tốt, mà không đậu thì Hoàng sẽ tiếp tục theo cha bám biển, giữ nghề truyền thống.